Đâu, không phải, không phải muỗi, con ấy. Con nhà gì? Có muỗi đâu. Cái gì? Bảo muỗi. Con muỗi không phải. Đấy này chứ, cái con này này. Ừ, đấy nó bấu. Cây nhỏ nhỏ này thì người từng có người ta ghép chỉ hai quả ba quả để bàn, tức là hai ba quả để ngay vào bàn uống nước, bàn chơi ấy, nhưng mà chậu phải nhỏ hơn đây. Đúng, cái đấy là xong mình mua cây riêng. Cây riêng thì nó đẹp lắm, để ngay cái bàn uống nước ấy. Mà cái gốc nó gọi là kiểu như tạo như gốc cây cảnh ấy. Xong mình mua hai cây này không bỏ, hai cây bưởi cao này sao bỏ, bỏ đánh bưởi diễn rồi đây. Bởi bởi chua thời xưa. Ừ. Đây cưa đi để ghép vào cho nó khỏe thân. Cưa đi cho nó mọc mầm, cho nó ghép vào. Cái nào? Cái này này bỏ băng nhận vào ghép cho. Cái này thì ghép ở trên này cũng được, cái cưa thì nhưng mà không thích, nó cao quá. Nó cao quá hay không nữa. Cao nó mát. Mát thì nhà mình đây không thích đấy, muốn là thấp này nhiều quá. Thấp thì cưa đi để cho mọc mầm để ghép ổ. Ông này ông cải tạo cả cây ấy mà. Ở nhà ông cải tạo vào rồi. Chỗ này là không sợ là nắng như chỗ kia nhỉ. Cái này ghép thì ngon. Đây này cái thân. Cây này là sống rậm rậm nhỉ. Ô cái thân. Cái thân cây này để nó còn mạnh hơn cái cây thân cây mới anh mua ở trồng. Anh cưa đi để cho nó mọc mầm xong anh ghép. Chú nhận chưa? Nó khỏe bộ rễ thời xưa khỏe lắm. Không cái này này em đi. Đây tôi chưa từng đánh vào đây đi. Đây quên không lấy cái bao xi măng ra cắt để che quả bưởi này. Không phải che chứ anh. Phải che nó nắng hơn nữa. Đây, đây này không nắng nhưng mà vẫn che thì tốt hơn. Được vào sau sau nhà che lấy. Biết che chưa? Cắt đi ấy che cái đồ gì không nhỉ? Phải che mà không mang đây mang cái bóng em che cho cắt kia. Nếu có bao bao xi măng đây. Nếu có bao nào. Đấy bọn em che chứ ở nhà ông bên kia đấy. Thì nó không nắng, ánh nắng này vào là nó vẫn bị này. Phải có cái bao xi măng đây cắt ra cái thì che cho ngay thì mấy quả hại. Cái ông ở nhà trong ăn chơi cứ để đất này nó bẩn, để lên đây này. Cây này xong là được cái cảnh đẹp. Mấy ông này uống rượu dám điều ra một giờ ra làm. Cái này được. 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 Vuông vuông rồi xong. Sao ra cắt ngoài cái mấy quả nữa. Nhưng mà kiếm nhiều nhiều bao vào. Chỗ nhà ông kia còn có, nhà ông có phải che không? Nhà ai? Ông nhà này à? Vâng. Ông sao bài ông đầy? Nhà ông ý thế này. Ông là cắt bưởi của ông. Cắt bưởi như bao che phải có. Đây sao cắt bưởi ngoài này mang vào cho ông. Vâng. Cắt cả bưởi này nhà này cho ông lượn. Vâng, như bao phải có bao. Ừ, thiếu thì bao. Như đường thì nó máy quay hết thì thế nào lấy biết hết. Dân mình thường là ở đây xe cộ ô tô vẫn đầy được, ai làm gì đâu. Vâng. Các đồ ở đây chả mất cái gì vậy. Thế không bằng nơi em nghiện nhiều. Hả? Ngọc Vân nghiện nhiều.
đây tôi xe pháo tình vấn đề hết, chả ô tô vẫn đầy được. Ở chỗ núi Ba Cây cứ dựa cái nó đã lấy mẹ mất rồi. Ở đây chả mất được. Thế mẹ. Ở đây nó không còn mất chỗ bao giờ từ xưa. Vâng. Cây này đẹp đúng. Tháng trước cái thằng ở dưới này gọi nhưng không xuống được. Cây này là sang năm nhỉ, sang năm nó con. Vâng. Sang năm ra lại cho chậu to. Kìa cây trước mua ở trên tận vui kép đánh vất rơi. Anh phải có một những cái chậu nhỏ 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 ghép vào 2 đến 3 quả để 2 quả để ở bàn. Cây nhỏ nhỏ mà cái gốc nó to, nó chùi mộc nọ kia thì là đẹp. Phải thiết kế. Đấy thì nó mới đẹp. Để vườn chặt. Vâng, thì kê ra để ở bàn ấy. Để ở bàn nước ấy, gốc nhìn nó gọi to to nhưng nảy mầm lên có 2 quả như lại nọ kia. Nhìn nó đẹp lắm. Vâng. Mình nhiều gì. Thì nó mới đẹp. Tức là mình kê ngay chỗ đầu bàn ấy. Nhìn cái gốc người ta đã thấy nó thấy là cái gốc lâu năm chẳng hạn ấy, nhưng mà nó kiểu cắt dạng kiểu cắt nó lên. Cắt lên đâu là ngoài nắng là phải che luôn lên đấy. Cái này đoạn này bạn làm gì đẹp. Đấy là làm cái củ gì. Dịch coi như là không đi đâu được, không chịu cứng luôn. Sao ra cắt mang gà rổ lên cắt vài chục quả. Nó mát để ghép con mấy rồi. Vâng, đây là nhà.